Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Đỗ Ruby. Thì hôm nay mình lại lên một cái đợt cá và cập nhật nhiều cái dòng cá. Và sẽ có chương trình khuyến mãi đặc biệt reship đơn hàng từ 300k nha tất cả các bạn. Cho một cái đợt cá giá rẻ nè và đẹp nè. Khi mà các bạn săn cái đợt cá này thì các bạn sẽ mua rất là nhiều cá ha. Và chất lượng nhất cho tất cả các bạn nào mà chưa có săn được những chú cá đẹp và giá trị hợp lý nhất ở bên mình ha. Đó, đây là cái dòng Tarzan nha, Blue Tarzan. Thì dòng này thì đường cái là nó đã đủ tháng rồi. Đó, đã lên cái màu xanh khá là ok rồi các bạn. Máy thì về ép cho sinh sản liền rất là tốt ha. Dòng này là dòng của rừng xanh các bạn, Blue Tarzan, tặc răng các bạn ha. Blue Tarzan đó, nói chung là một cái dòng cá nuôi thủy sinh ngoài trời cực kỳ đẹp. Và các bạn nuôi cái không gian á, các bạn chỉ cần có ánh nắng nhẹ thôi thì cái màu sắc của những chú cá Tarzan nó sẽ dạ lên rất là đẹp nha các bạn. Tiếp tục đây là dòng HBS thủy sinh. Thì cái dòng này á, là đường cái là nó lên được cái bảng là nửa thân đen và nửa cái thân đỏ các bạn. Và cái cá mái á, thì của cái bài này á, thì đã ôm bầu rất là căng rồi, cho các bạn về nuôi thủy sinh nha. HBS các bạn, hàng rất là đẹp ha, chỉ 40k một đôi thế này thôi. Về các bạn cho ép sinh sản rất là nhanh đẻ nha. Các bạn về giờ mình tách lòng đẻ rồi là đẻ sinh sản rồi. Không chừng mình ship đi cho tất cả các bạn là nó đã có thể sinh sản trong bịch luôn rồi đó các bạn. Mái thì căng rồi các bạn, về các bạn chỉ cần nuôi thôi nha. Lấy đời con nuôi ha. Thì hiện tại mình có thể hỗ trợ tất cả các bạn về cái phần ship. Nếu các bạn bắt đơn hàng từ 300k các bạn có thể mua thêm thức ăn nè. Đó, thì cái phần đó thì các bạn có thể đắp vào để các bạn có thể cho cá mình ăn bằng cách là các bạn mua cám á. Đó, bên mình sẽ có bán cám một hũ là 30k nha, cho tất cả các bạn áp như là cho cá ăn tốt hơn và sẽ ít tốn cái thời gian của bạn ra tiệm cá cảnh nha. Đó, dòng HBS này đang là dòng thủy sinh. Đó, giá là 40k ha. Hàng thủy sinh là hàng tương đối các bạn. Tiếp tục là Dumbo thủy sinh nha, 40k một đôi. Đó, hàng thủy sinh là cái hàng tay bơi nó vẫn chưa có lên nhiều nhưng mà đường cái màu sắc vẫn khá là tốt rồi các bạn. Đó, dành cho tất cả các bạn thích chơi cái dòng Dumbo mà hàng thủy sinh á, hàng tầm trung tầm thấp các bạn. Đó, thì mình sẽ lên rất là nhiều cái phân khúc tầm giá cho tất cả các bạn có thể tham khảo được và các bạn có thể chơi được cá bên mình. Và đường cái là đơn hàng sẽ có receipt nè và các bạn sẽ nhận cá bằng cách là các bạn đặt cá và nhận cá thanh toán tiền ha. Bên mình hỗ trợ các bạn hết mình luôn. Đó, về vấn đề là ship code nha. Đó, nhận cá thanh toán tiền, hỗ trợ nhiệt tuyệt đối cho khách hàng và cho những anh em đam mê có cùng niềm đam mê với mình. Thì mình ở Cần Thơ nha, anh em ở Cần Thơ thì có thể ghé nhà mình, còn không á thì mình sẽ ship tỉnh nha. Đó, phí ship mà các bạn bắt dưới đơn hàng mà dưới 300k thì phí ship là 50k cho tất cả các bạn, báo cho tất cả các bạn có thể biết thêm. Do đợt này thì mình sẽ khuyến mãi cho tất cả các bạn nha, còn những cái đợt sau thì mình không có hứa ha. Tiếp tục đây là chống Full Red Bearded, hàng đẹp các bạn. Mình sẽ xả chống cho các bạn về các bạn đổi máu hoặc các bạn nuôi thủy sinh. Hàng này rất là đẹp nha. Cá chống lên vây lưng rất là tốt rồi. Cái bộ gen rất là tốt các bạn thấy nè. Màu sắc đỏ tươi và chống lên vây rất là tốt luôn. Dành cho tất cả các bạn thích chống Full Red Bearded, hàng đẹp. Và các bạn về các bạn phối giống và đổi máu với những chú cá nhà máy nhà mình hoặc là các bạn nuôi chống không trong những hồ kiến vẫn rất là đẹp ha. Hàng này rất là ok luôn, thì mình sẽ đóng gói rất là chu đáo gửi đến tất cả các bạn những hình ảnh đẹp nhất và gửi đến tất cả các bạn những chú cá đẹp nhất để các bạn có thể chơi nè và thư giãn trong những giờ làm việc nè. Thay vì chúng ta đi chơi thì chúng ta có thể mua cá về nhà, chúng ta sẽ ngắm trong những cái giờ các bạn đi làm về á. Các bạn chỉ cần cho cá mình ăn thôi, nó sẽ bu lại rất là đã luôn. Tại bể màu được đặc tính đường cái á, là rất là khỏe và khi mà các bạn nuôi trong những cái hồ nước trong á thì các bạn chỉ cần đứng ở trên thôi, nó sẽ bu theo chân bạn luôn các bạn. Nó sẽ đi theo chân luôn á, nó kiểu như là nó sẽ kích thích cái con cá của chúng ta nó theo mình ha. Các bạn chỉ cần tập thói quen là các bạn cứ đứng một góc nhỏ các bạn cho ăn á thì nó sẽ thấy các bạn này sẽ lại và nó ăn thôi. Đó, tiếp tục đây là dòng Full Gold Full Giáp. Đó, hàng này có chớm tay luôn các bạn. Giá là 100k một đôi như thế này ha. Hàng Ribbon rất là đẹp và Full Giáp, hàng sáng rất là tươi luôn ha. Cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này đang là 100k một đôi. Đó, các bạn bắt đơn hàng từ 3 cặp Vungon thì mình đã có thể free reship cho các bạn rồi ha. Yên tâm, và chất lượng cái bộ gen cực tốt và màu cực kỳ sáng như các bạn đang xem đó. Đó, thì hiện tại thời tiết á, nắng rất là tươi luôn các bạn, nắng rất là sáng ha. Dạ vào cái chú cá Vungon của mình rất là tốt ha. Hình ảnh mình quay các bạn với hình ảnh chân thật nhất và chi tiết nhất để cho tất cả các bạn có thể biết ha. Cái dòng Vungon này các bạn nuôi những cái hồ là tông nền sáng là vàng hoặc là trắng nha, thì hai cái hồ đó ship cho cá Vungon các bạn vàng hơn nữa. Tiếp tục đây là dòng Full kiểu như là Full Latium mà cái dòng của cái bộ Dumbo các bạn ha. Full giáp cực kỳ đẹp, cực kỳ sáng luôn. Cái dòng này mà các bạn chỉ cần nuôi nhìn trên xuống là đủ mê luôn các bạn. Dòng cá top view không lỗi thời và cái bộ gen đợt này là cực kỳ tốt nha.
để mình có thể giải thích cho tất cả các bạn nè, thì Dumbo vẫn là một cái dòng cá được nhiều anh em ưa chuộng, nhưng mà nó phải mang một cái độ đẹp tùy theo cái bộ gen ha. Mỗi bộ gen nó sẽ có một cái độ đẹp riêng, một là các bạn chọn đuôi tròn nè, hai là các bạn chọn là tai bơi dài nè, hai ba là các bạn chọn full latium là full vảy ri băng các bạn ha. Ở full latium là full vảy ri băng trên cái phần thân nè các bạn, nhìn rất là đẹp luôn ha. Cái tai bơi những em này đang còn lên màu và đang còn lên dài nữa nha các bạn, nên các bạn cứ yên tâm mà chơi cái đợt cá này và những chú cá chất lượng nhất và những cặp cá đẹp nhất ở bên mình ha. Đó, bạn nào ghé nhà thì mình sẽ có nhiều sự ưu đãi hơn. Các bạn không có chọn đi ship thì mình sẽ có thể là tặng các bạn một cặp cá thủy sinh gì đó các bạn về các bạn chơi. Đó, có bạn nếu mà các bạn ghé nhà. Đó, đây là Dumbo full latium, full giáp, hàng rất là đẹp các bạn. Tiếp tục đây là Koi Red E, hàng gần full tai. Đó, giá là 150k một đôi. Đó, một cặp một chống một máy nha tất cả các bạn, để cho tất cả các bạn biết ha. Ví dụ một đôi bên mình chỉ là bán theo cặp, không có bán lẻ ha. Nếu mà các bạn nào mà mua lẻ thì có giá có thể cao nha các bạn. Mình không có gần bằng một cặp luôn rồi, nên các bạn bắt một cặp luôn cho mình dễ tính ha. Đó, và mình sẽ hỗ trợ tất cả các bạn cá tận tay tận nhà cho tất cả các bạn yêu mến kênh của mình. Đó, hàng ú tròn sai đẻ nha, Koi Red E rần full đó, thì hàng này là rần full tay nha các bạn. Đó, hàng lên màu rất là đẹp và nó đã căng cái bụng tròn do luôn, các bạn cứ yên tâm và các bạn chơi thôi. Tiếp tục đây là hàng Koi Red Ribbon Ren E, thì hàng này là cái chớm tay, có những em lên góc tay các bạn, thì mình bảo đảm với các bạn bộ gen của cái bộ cá này thì các bạn nuôi càng lâu á thì nó sẽ càng lên hai cái phần tai bơi. Thì cái bộ này đựng cái nó có râu ở dưới phần bụng thì cái tai bơi sẽ dài hơn và tai bơi bướm rất là đẹp nha các bạn. Giá 120k một đôi đang sale ha. Các bạn bắt đơn hàng từ 300.000 nè thì mình sẽ reship. Đó, mình đã báo cho tất cả các bạn rồi. Đó, đây là cái dòng cá cuối cùng ngày hôm nay. Hiện tại thì mình cũng còn vài dòng cá, mình còn rồng đỏ này, rồng đỏ thì 60 ha. Đó, còn Dumbo hàng thí sinh đó 40, còn hàng full đẹp đó thì là 100. Đó, cho tất cả các bạn có thể biết thêm. Tiếp tục đây là những cái thức ăn mình giới thiệu tất cả các bạn, thay vì mình reship thì các bạn có thể chọn thêm những cái loại này. Đó, để cho tất cả các bạn có thể mùa ha, mình chỉ bán cá thôi nha các bạn. Còn cái thức ăn này thì mình không có cộng vào recip nha, nên là các bạn cứ lựa chú cá đẹp cho chính bản thân mình các bạn chọn ha. Đây là cám thái nè, cái loại thức ăn này thì cá là độ đạm khá là cao và chúng ta sẽ ít cái tốn thời gian ra tiệm cái cảnh mua thức ăn ha, mà cho cá ăn rất là khỏe luôn và ít dơ nước nha tất cả các bạn. Tiếp tục đây là Artemia, thì mình sẽ chiết vào những cái lon này để cho tất cả các bạn có thể có cái loại thức ăn mà cho cá con ăn ha. Khi mà cá con có mấy màu đẻ ra, các bạn cho ăn loại thức ăn này ấp nở cực kỳ tốt nha, và cá các bạn nhanh phát triển tốt nhất và rất là ok luôn. Và xin chúc tất cả các bạn ngày hôm nay các bạn sẽ lựa được thật nhiều cá đẹp nè và chất lượng nè, và thật nhiều cái niềm vui về cá cảnh trong cái thời gian của rảnh rỗi của mình ha. Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một cái video gần nhất của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.